lên. Khương sư phụ, đừng có đánh tôi nữa. Tha cho tôi đi mà Khương sư phụ. Tha cho tôi đi mà. Rút đi. Cảm ơn Khương sư phụ. Nhà trọ Nghĩa Hưng. Còn nhiều miếng dữ vậy. Đánh ra, đánh ra, đánh ra, đánh ra. Đánh ra, đánh ra, đánh ra, đánh ra, đánh ra, đánh ra. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Đánh ra. Trời ơi, gì vậy? Từ từ, làm chuyện gì nào? Chuyện như vậy lên. Đứng yên. Hả? Làm gì vậy? Ông là Khương Thiết Sơn hả? Là tôi đây. Ông bị bắt rồi. Tại sao vậy? Tại sao hả? Ông giết người rồi. Tôi giết người sao? Tôi không có. Có phải các người bị nhầm không? Nói với tôi cũng vô dụng. Đi gặp sư trưởng Nghiêm rồi từ từ giải thích với ngài. Trời ơi, có chuyện gì vậy? Lên người đó. Trời ơi, cũng đâu. Nhân viên mà nhân, tránh ra. Nó là có chuyện gì? Hay sao vậy? Để làm sao đâu? Chơi thịt. Thấy sao nó lại như vậy? Tránh ra. Đi mau. Tránh ra mau. Sao lại bị bắt rồi? Cuộc là đã có chuyện gì xảy ra chứ? Đâu sao? Đi mau. Có chuyện gì nữa? Phải sao lại như vậy chứ? Thật cuộc là đã có chuyện gì xảy ra nhiều mà bị bắt? Trời ơi, đáng ra, tránh ra, tránh ra, tránh ra, mau tránh ra. Bắt đi là vừa. Thả tôi ra. Đừng la nữa. Thả tôi ra. Đừng có la nữa. Thả tôi ra. Vào trong. Vào trong. Nè, mau thả tôi ra. Tôi không có giết người. Nè, mau thả tôi ra. Thả tôi ra. Trưởng quan của các người là ai? Tôi muốn gặp trưởng quan của các người. Đừng có la nữa. Cho dù ông la bể cổ họng, họ cũng sẽ không ngó tới. Để dành sức lực đi. Người nào tới chỗ này cũng nói bản thân mình bị quan hết. Không có ai bước ra khỏi nhà lao này được. Quan mở cửa đi. Thả chúng tôi ra đi. Mở cửa. Thả tôi ra ngoài có nghe không? Thả chúng tôi ra. Mở cửa. Mở cửa ra. Quan quá mà. Thả tôi ra. Quan quá đi. Mở cửa. Hoàng ức. Thả tôi ra đi bà ơi. Thả tôi ra đi. Hoàng quá. Hoàng quá. Mở cửa ra đi. Dạ. Đừng mà, đừng mà. Dẫn A Tô ra ngoài đi hành quyết đi. Đừng mà, đừng mà, đừng mà, đừng mà, đừng 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 mà. Trời ơi, tôi không muốn chết đâu. Tôi bị vu oan mà. Đừng mà.
đừng mà, trời ơi, đừng mà, đừng giết tôi, đừng giết tôi, đừng giết tôi mà, tôi đi theo mấy người, đừng mà, tôi cầu xin mấy người mà, trời ơi, không muốn đi thì hành quyết tại chỗ, đừng, đừng mà, đừng, đừng, trời ơi, tôi cầu xin mấy người đó, tôi đi theo mấy người, tôi đi theo mấy người mà, đừng giết tôi, đừng giết tôi mà, đừng mà, đừng mà, đừng mà, đừng, đừng. Đứng im. Đang nghĩ gì hả? Nào. À. Thanh Vân à, anh cảm thấy Khương Thí Sơn này có giết người hay không? Tôi nghĩ là không những ông ta đã đắc tội với cả nhà họ Dung, bây giờ dù ông ta có nói cái gì cũng không thể thanh minh được. Đắc tội và giết người là hai chuyện khác nhau. Tôi thấy với địa vị hiện giờ của Khương Thí Sơn, ông ta không cần thiết phải tính toán với đám người đó đâu. Tôi nghĩ chuyện này không có đơn giản như vậy. Nhưng ở Phật Sơn không ai biết ông ta, ngoài kẻ thù của ông ta, ai giá họa cho ông ta chứ? Gì vậy? Không lẽ cậu nghi ngờ tôi hả? Thanh Vân à, chúng ta cướp hàng gặp phải hai người phụ nữ đó là vợ và con gái của Khương Thí Sơn. Lần này Khương Thí Sơn tới Phật Sơn chính là muốn đi tìm họ. Nếu ông ta biết chuyện bị cướp hàng, còn biết chuyện anh ra tay đã thương họ nữa, thì anh sẽ làm gì hả? Được rồi, nếu như cậu đã nghi ngờ tôi thì bắt tôi đi. Bắt tôi đi. Báo cáo, Khương Thiết Sơn dược cục rồi. Tôi biết rồi, ra ngoài đi. Dạ. Lập Trung à, lúc nãy cậu nghi ngờ tôi thật à? Trước khi sự việc còn chưa điều tra rõ ràng, anh là người có hiềm nghi rất lớn. Chờ tôi đó, đừng có đi khỏi. Hay cho tên Diêu Lập Trung. Tôi không đi, nhưng tôi nói cho cậu biết, nếu cậu điều tra ra hung thủ không phải là tôi mà không chịu xin lỗi tôi, thì tôi không tha thứ cho cậu đâu. Tránh ra. Tránh ra. Mọi người lùi về sau đi, đừng có làm bậy. Tránh ra, không được qua đây. Thả con tin ra đi. Khương Thí Sơn, giờ ông làm hại hắn, tội sẽ càng nặng hơn nữa. Nếu ông cần có con tin, cứ để tôi. Cậu đừng qua đây. Tôi không tin đâu. Tôi hoàn toàn không có giết người. Các người không phân biệt thị phi trắng đen, đã nhốt tôi lại rồi, còn nhốt chung với tử tù nữa chứ. Nếu tôi không phản kháng thì tôi sẽ có kết cục giống như họ thôi. Ông nghe tôi nói, chúng tôi có thể đã bắt nhầm người, nhưng cần thời gian để đi điều tra. Cho dù trước đây ông là trong sạch, làm như vậy cũng là phạm pháp. Ông thả hắn ra ngay. Tôi sẽ thuyết phục sư trưởng Nghiêm nhanh chóng điều tra rõ vụ án của ông. Tôi không tin. Tôi vì không tìm được vợ con nên tới đây báo án. Các người không hỏi gì đã đuổi tôi ra ngoài. Như vậy có thể trả lại sự trong sạch cho tôi sao? Người nào mà to gan như vậy? Sư trưởng, người này chính là Khương Thiết Sơn. À, ông chính là vua súng Khương Thiết Sơn hả?
Tôi thật sự rất muốn mở mang tầm mắt, coi súng của ông lợi hại hay súng của tôi lợi hại. Nếu nổ súng tôi sẽ giết hắn trước. Tùy ông thôi. Nghiêm mẫu tôi hành tẩu giang hồ ba mươi mấy năm rồi, còn sợ chết một người sao? Hả? Vị đại gia này, hãy tha cho tôi một con đường sống đi. Rút thôi. Khoan đã. Vợ con ông bình an vô sự. Tôi nhìn thấy họ ở Phật Sơn rồi. Tôi sẽ giúp ông tìm được bọn họ. Đoàn trưởng Diêu, tôi hỏi cậu, nếu không phải tôi xuất hiện kịp thời ngăn cản sự việc xảy ra, thì có phải cậu để cho Khương Thiết Sơn tiếp tục làm càn vậy không? Sư trưởng Nghiêm, chúng ta vẫn chưa có chứng cứ đầy đủ chứng minh Khương Thiết Sơn là hung thủ, cho nên tôi cho rằng thái độ đối với hắn cần phải cẩn trọng. Châu Bưu, không phải đã chứng minh Khương Thiết Sơn là hung thủ giết người rồi sao? Còn nữa, môn khách ở Dung Gia tổng cộng có 4 nhân chứng, cậu còn muốn chứng cứ gì nữa? Nhưng họ không hề chính mắt nhìn thấy Khương Thiết Sơn ra tay giết người. Tôi cảm thấy hung thủ là một người khác đó. Được, cậu đừng có nói nữa. Vụ án của Khương Thiết Sơn á, bây giờ sẽ do tôi quản lý, cậu hiểu chưa? Sư trưởng Nghiêm, nhưng mà chúng ta được cũng rồi nên... ra ngoài. Tình Diêu Lập Trung này đúng là một người hồ đồ quá, ngón tay bẻ ra mà không chịu bẻ vô gì hết à. Còn nói thay cho Khương Thiết Sơn nữa. Hắn tự cho mình thông minh thôi. Sư trưởng, phán đoán của ngài làm gì không chính xác được, phải không? Từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy Khương Thiết Sơn ở cục bảo vệ, sát khí ở trên người hắn không phải là một người tốt lành gì. Nếu hôm nay không phải ngài anh dũng xuất hiện, thì hắn chấp nhận bó tay chịu trói hả? Kể cả Diêu Lập Trung cũng hết cách với hắn rồi. Ngài ra tay mọi người liền hoảng sợ, Diêu Lập Trung vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời của ngài, có phải không? Hậu sự của Trinh Đan làm tới đâu rồi? Tôi đã sắp xếp xong hết rồi. Con người của Khương Thiết Sơn tuy tính tình hơi kiêu căng, nhưng không tới nỗi lỗ mãng. Trinh Đan ra tay đánh lén hắn, hắn cũng không tới mức phải giết người. Có lẽ hắn nhất thời bị lỡ tay. Không đâu, những người luyện võ tiến lui công phòng, mỗi một phân mỗi một tấc đều phải chính xác, huống hồ lại là cao thủ giống như Khương Thiết Sơn. Nghe nói hắn bắt con tin để vượt ngục, khiến cho cả cục bảo vệ rối tung lên hết luôn. Cho dù lần này hắn có phải trong sạch không, nhưng bây giờ khó mà thoát được đó. Nếu không phải hôm đó A Khoan và Đại Thống ăn nói lung tung chọc tức hắn, nếu không phải tôi dụ hắn lên thuyền, hắn rơi xuống nước, thì cũng không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nếu hắn thật sự là trong sạch, tôi không thể nào khoanh tay đứng nhìn được. Lão gia, ông đừng có tự trách mình mà. Bây giờ sư trưởng Nghiêm cho rằng Khương Thí Sơn chính là hung thủ, con người ngày ấy rất cần sĩ diện. Nếu như lão gia chất vấn vụ án này trước mặt thì ngài ấy sẽ trở mặt đó. Tới lúc đó chuyện này sẽ khó mà xử lý. Như vậy đi, nghĩ cách đem tiền đi tạo chút quan hệ.
Việc quan trọng trước mắt là phải làm cho rõ mọi chuyện. Rốt cuộc Khương Thiết Sơn có giết người hay không? Cục bảo vệ Quảng Đông Phật Sơn. Dung Thương Hải, rõ ràng là môn khách của ông đánh lén tôi. Tại sao ông lại nói tôi giết người? Tôi không có thù oán gì với ông. Tại sao ông hại tôi như vậy hả? Ông khoan hãy kích động. Nghe tôi nói vài câu có được không? Chuyện họ đánh lén ông trước đó tôi không hề biết chuyện gì. Tôi càng không xúi giục họ làm những chuyện như vậy. Hôm nay tôi tới chỉ muốn hỏi một câu. Rốt cuộc ông có giết người không? Dung Thương Hải, chuyện của tôi không cần ông lo. Nếu như ông muốn vào đây để sỉ nhục tôi thì ông tìm lầm người rồi. Đưa tôi về nhà lao. Báo cáo, Dung lão gia xin gặp. Trời đất ơi, Dung lão gia. Ây da, ngọn gió nào đã thổi ông tới đây vậy? Nào 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 nào, ngồi 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 ngồi. Cảm ơn. À, lùi xuống đi. À, ngồi, mời ngồi. Dung lão gia đúng là khách quý. Tôi mời ông 5 lần 7 lượt mà ông không nể mặt tôi. Kể cả đại thọ của ông cũng không báo với tôi một tiếng. Hôm nay tới có chuyện gì vậy? Tôi nói thẳng vào vấn đề. Chuyện Trịnh Đan, môn khách của tôi bị giết, không biết ngài định xử lý như thế nào? Chuyện đó hả? Chỉ một môn khách nhỏ nhoi còn bắt Dung lão gia đích thân đi một chuyến vậy? Phái người tới đây hỏi chuyện là được rồi mà. Phải, đúng là tôi đã bắt tên hung thủ Khương Thiết Sơn rồi. Tuy rằng giết người phải đền mạng, nhưng dù gì Khương Thiết Sơn cũng là người có tiếng tâm, giết hắn không phải chuyện dễ. Có điều Dung lão gia muốn báo thù cho môn khách á, chuyện này có thể thương lượng được. Món quà này mong ngài hãy nhận cho. Đây là âm thanh đẹp nhất trên thế giới này. Được rồi, nếu Dung lão gia hào phóng như vậy thì ngày mai tôi tuyên án công khai xử bắn Khương Thiết Sơn. Tôi nghe nói vụ án này còn nhiều chỗ chứng cứ không đủ. Tôi nghĩ tốn thêm chút thời gian đi tìm chứng cứ mới. Hơn nữa tôi tin rằng chắc chắn ngài không muốn có người gì tuyên án như vậy mà nói ra nói vào, có phải không? Dung lão gia đúng là Dung lão gia, suy nghĩ vô cùng chu đáo luôn. Như vậy đi, trước khi ông chưa tìm được chứng cứ mới của vụ án thì tôi sẽ để vụ này qua một bên trước. Nhưng mà vụ án này để qua một bên quá lâu, chắc chắn sẽ có người nói ra nói vào. Như vậy đi, tôi cho Dung lão gia thời gian 3 ngày. Nếu như trong vòng 3 ngày mà Dung lão gia không tìm được chứng cứ mới thì làm theo lời của tôi nói. Thời gian 3 ngày quá ngắn, có thể cho thêm vài ngày không? Dung lão gia, ông đang cầu xin tôi. Tôi nể mặt của ông mới cho thời gian 3 ngày. Nếu đổi lại là người khác thì tôi không cho bước vào đây luôn. Lão gia, Khương Thí Sơn nói sao vậy? Hắn có phải hung thủ không? Ông thật sự tin lời hắn nói sao? Cho dù bị còng tay còng chân, hắn vẫn cứng rắn như vậy. Tôi tin hắn không có giết người. Vậy sư trưởng Nghiêm đồng ý từ từ thẩm vấn hay không? Tôi bỏ ra 1000 đại dương chỉ đổi lại thời gian 3 ngày. Nghiêm Sâm này ăn thịt không nhả xương mà. Lão gia, ông vì chuyện của Khương Thí Sơn mà phải trả giá đắt như vậy, ông thấy có đáng hay không hả? Ban ơn không cần báo đáp, huống hồ là tôi nợ hắn. Bất luận hắn chấp nhận không, tôi cũng phải giúp hắn. Là người của Dung gia thì phải nghe cho kỹ. Bình thường Dung lão gia đối với chúng ta công ơn như núi. Bây giờ là lúc chúng ta lấy thân mình báo đáp.
anh em Trịnh đang chết không nhắm mắt. Giờ chúng ta tới cục bảo vệ kêu quan, kêu sư trưởng Nghiêm nhanh chóng xử bắn hắn đi, bảo thù cho người anh em Trịnh đang đã mất. Bảo thù, 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 bảo thù. Đi. Các người làm gì vậy? Dung lão gia, Trịnh đang chết thê thảm như vậy, chúng tôi là anh em mà không báo thù cho cô ấy thì có còn là người không? Phải đó, đúng rồi. Sự việc chưa điều tra rõ ràng, sao cậu một mực khẳng định Khương Thiết Sơn làm vậy? Chẳng lẽ tối hôm đó chính mắt cậu nhìn thấy à? Nếu tôi chính mắt nhìn thấy thì tôi đánh hắn chết ngay tại chỗ. Nhưng ngoài hắn ra còn có ai nữa chứ? Hả? Trong Phật Sơn ai to gan tới vậy, dám giết người của Dung lão gia chúng ta, đúng không? Đúng rồi. Trước giờ tôi làm việc đỉnh thiên lập địa, quang minh lỗi lạc. Bây giờ môn khách của tôi dùng thủ đoạn hèn hạ đi đánh lén người khác. Nếu như chuyện này đồn ra ngoài thì người của Dung gia làm sao còn mặt mũi nữa? Dung lão gia, chúng tôi làm như vậy á hoàn toàn chỉ muốn trút giận thay cho ông thôi. Châu Bưu, đừng tưởng là cái gì tôi cũng không biết. Khương Thiết Sơn vốn là khách quý mà tôi muốn mời vào nhà. Giờ cậu lại sỉ nhục hắn nhiều lần, hắn không chịu được ra tay với cậu, sau đó cậu ghi hận trong lòng. Nói tóm lại là lòng muốn báo thù của cậu hại chết Trịnh Đan. Lão gia, tôi không có, tôi bị quan mà. Trịnh Đan vì cậu mà chết. Nếu cậu còn có chút lòng hổ thẹn với cậu ta thì nên kiểm điểm bản thân, chứ không phải tiếp tục gây ra sóng gió. Chỉ trách là lúc đầu tôi không nhìn rõ con người của cậu. Giờ mời cậu rời khỏi Dung Thương Hải, tôi tuyệt đối không thu nhận người như cậu. Lão gia, tôi thực sự là không có ý đồ riêng. Tôi một lòng một dạ cũng vì lão gia mà thôi. Tôi đã ở Dung gia 10 năm rồi, ông ấy để tình tôi không có công lao cũng có khổ lao mà. Lão gia, xin ông đừng đuổi tôi đi mà. Cha, Châu sư phụ cũng đâu có làm gì sai đâu, cha đừng đuổi người ta đi vậy mà. Thưa cha, tôi nhìn thấy cậu lớn lên mà, tôi còn dạy dỗ công cho cậu nữa. Chúng ta là người một nhà mà, phải không? Những gì mà cậu bỏ ra cho Dung gia tôi sẽ bù đắp lại. Mời cậu rời khỏi ngay, tôi không muốn gặp lại cậu nữa. Lão gia, cha. Khương sư phụ, hoan nghênh, hoan nghênh. Dung Thương Hải, Dung lão gia, ông không đến nỗi hẹp hòi như vậy chứ? Cũng vì chuyện nhỏ xảy ra lần trước, ông khiến cho người ở Phật Sơn chống đối với tôi, chỉ muốn đuổi tôi đi khỏi đây. Ông quá bá đạo rồi đó. Đây là hiểu lầm tài trời, tôi quyết không làm ra những chuyện như vậy. Lần trước Khuyển Tử mạo phạm ông là tôi dạy dỗ không nghiêm, ông đừng để trong lòng. Nếu hôm nay Khương huynh đã tới tệ xá, vậy thì mời vào trong để tôi giải thích một chút. Được, tôi phải coi ông giải thích như thế nào đây. À, được, mời. Mời vào trong. Tại sao lại là Khương Thiết Sơn mà? Hình như ông là Khương Thiết Sơn mà. Ông ta tới đây làm gì chứ? Ông ta lại tới đây chứ? Ông ta là sao? Không biết nữa. Ông tới làm gì kìa? Xin mời lão gia. Sao hả? Món ăn phong phú như vậy chỉ hai chúng ta ăn thôi sao? Bữa cơm này coi như tôi đây tiếp đãi ông, được không? Xin mời. Chuyện lần trước đắc tội nhiều quá, mong rằng hôm nay mượn ly rượu này bỏ qua mọi chuyện, làm bạn với nhau. Đây, ly này tôi mời ông. Được. Đợi một chút. Ông không xứng uống ly rượu này. Châu sư phụ, vì này là Khương Thiết Sơn, Khương sư phụ là khách quý của tôi, đừng có vô lễ. Dung lão gia, ông khoan dung độ lượng. Nhưng mà đối với những người tìm cớ tới đây để gạt ăn gạt uống á, thì không cần phải khách sáo. Sao lại nói chuyện như vậy?
Khương sư phụ không phải loại người như vậy. Hơn nữa công phu của ông ấy không thấp hơn tôi. À, Dung lão gia, cứ để hắn nói đi. Tôi muốn coi thử là chó làm sao mà cắn người đây. Ông chửi ai đó? Sao hả? Ở trong nhà của người ta, quẩy đuôi để xin chút thức ăn, không phải là chó thì là gì? Ông có tin là tôi cắt lưỡi của ông xuống hay không? Châu sư phụ, mời mấy người xuống dưới trước đi. Đi. Khương sư phụ, là môn khách của tôi vô lễ trước, tôi thay mặt họ xin lỗi ông. Dung lão gia, tại sao ông lại nuôi bọn họ chứ? Theo tôi thấy, toàn bộ võ công của bọn họ cộng lại cũng không mạnh bằng một mình ông. Tuy võ công của họ không bằng tôi, nhưng mỗi người đều có sở trường. Trước kia cũng là những nhân vật có tiếng tăm. Tôi tôn trọng họ như vậy cũng là điều họ đáng nhận được. Nuôi sói trong nhà đó. Theo tôi thấy, mấy người này, nếu có một ngày ông không cho họ ăn no, thì họ sẽ nuốt chửng ông luôn. À, được rồi, được rồi. Dung lão gia, bữa cơm này tôi thật sự không ăn được nữa. Cảm ơn ông đã tiếp đãi tôi. Xin cáo từ. Người nói tên tiểu tử đó đáng tin. Đây chính là báo đáp của hắn dành cho ngươi. Nô tài không ngờ tên tiểu tử đó lại có gan to bằng trời như vậy. Đối phó với loại nghiệp chướng này, chính là phải dạy dỗ hắn thật triệt để. Truyền lệnh của ta, thông báo với mọi người trong hội Lam Đao, bất luận thế nào cũng phải bắt hắn về đây. Dạ. Xin chủ tử yên tâm. Sơn Trang Tĩnh Thủy.
Các người lùi xuống đi. Dạ. An Đức à. Dạ. Tối hôm qua bên ngoài khu chiên gõ trống là sao vậy hả? Khiến cho ta không thể nào ngủ ngon được. Bẩm Lý công công, mấy hôm trước một số học sinh xuống phố gây chuyện, cầm lấy cây kéo, chỉ cần nhìn thấy có người vẫn còn tết tóc lại chạy lên phía trước cắt tóc không màng lý do. Một vị lão thần của chính Lam Kỳ cũng không tránh khỏi, nhất thời tức giận, tử vong tại chỗ. Tối hôm qua là lúc con cháu của ngài ấy làm lễ tang cho ngài ấy. Có câu nói, tú tài tạo phản 3 năm không thành. Đợi sau khi ta thống nhất giang sơn, coi ta làm sao xử lý bọn họ đây. Lý công công cao minh. An Đức. Dạ. Lúc nãy ta có tính toán một chút. Cây nhân sâm bảo bối của chúng ta chắc sắp tới rồi có phải không? Công công đúng là thần cơ diệu toán mà. Người nhớ cho kỹ, ngày mà nhận được nhân sâm chính là tân chính phủ bị tiêu diệt. Nguyện lão Phật sinh linh thiêng trên trời phù hộ, phù hộ hội Lam Đao phát triển lớn mạnh, phù hộ đại thánh ta một lần nữa thống nhất thiên hạ. Trời ơi, càng ngày càng nóng rồi. Chắc là sắp tới Phật Sơn đó. Cứu mạng với. Cứu mạng. Rồi đó. Cứu mạng với. Mẹ, hình như có người đang kêu đó. Văn Anh, ở đi quan sơ hiệu lánh, đừng có lo chuyện bao đồng nữa. Chúng ta đang ấp giải tiêu, hay mau chóng đi đi. Để con đi xem thử nha. Văn Anh, mọi người trông chừng đó. Dạ. Văn Anh. Cứu mạng rồi. Cứu rồi. Cứu rồi. Ông là người ở đâu? Tại sao lại lưu lạc ở nơi quan sơ hẻo lánh vậy? Tôi là người Phật Sơn. Trên đường từ ngoại thành về đây thì gặp phải bọn cướp. Tôi đang bị thương nặng, cầu xin hai vị đưa tôi về trang tỉnh thủy ở Phật Sơn được không? Chỉ cần tới đó thôi thì tôi sẽ tạ ơn. Chúng tôi chỉ bảo vệ hàng hóa, không bảo vệ người. Chỗ tôi có ít tiền, ông cầm lấy mà dùng đi. Nơi này hẻo lánh gì vậy? Có tiền để làm gì? Tôi cầu xin bà hãy dẫn tôi đi cùng đi. Ông yên tâm, chúng tôi sẽ để lại chút thuốc men và thực phẩm cho ông. Mẹ của tôi cũng đang bệnh rất nặng. Nhân sâm này không lập tức đưa tới thì bà ấy sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Cầu xin hai người hãy giúp tôi. Nơi này cách Phật Sơn vẫn còn khoảng 20 mấy dặm. Tôi sẽ không gây phiền phức cho hai người. Tôi cầu xin hai người. Mẹ, chúng ta áp tải hàng tới Phật Sơn, tiện thể có thể dẫn theo hắn, coi như giúp hắn đi. Ugh.
Giang Anh, người này lai lịch không rõ ràng, vết thương trên người cũng rất đáng nghi. Chúng ta đi áp tải hàng, nếu như lo chuyện bao đồng thì chúng ta sẽ chuốc họa vào thân. Mẹ, từ nhỏ mẹ đã dạy con phải biết giúp đỡ người khác, phải biết làm nhiều việc thiện. Tại sao mẹ không thể giúp ông ta chứ? Không nghe lời mẹ nói thì con sẽ thiệt thòi. Lỡ như xảy ra chuyện gì, đừng trách mẹ không nhắc nhở con. Yên tâm đi mẹ, không có chuyện gì đâu. Yên tâm đi. Nhìn đi, người nằm trên cái cán không phải là người mà chúng ta cần tìm sao? Thật không ngờ hắn dùng tiêu cục quy diễn làm bia đỡ đạn. Mặc kệ là tiêu cục gì chứ, dựa vào thân thủ của chúng ta dư sức đối phó với những người này. Khoan đã, nghe nói Khương tổng tiêu đầu của tiêu cục quy diễn là một anh hùng, chúng ta cướp tiêu của người ta không phải đập đổ chén cơm người ta sao? Nhưng nếu như bây giờ chúng ta không cướp lấy món đồ này để rơi vào tay của hội Lam Đao thì không biết sẽ có bao nhiêu gia đình bị tan nhà nát cửa nữa. Lập Trung, cậu đừng có chần chờ nữa, tới Phật Sơn rồi thì sẽ khó mà cướp được. Thành Dương, mọi người cẩn thận, đừng quán loạn. Đừng quán loạn. Tiểu tướng, tiểu tướng, mau lên, mau lên. Tiểu tướng. Xong rồi, đi mau. Thanh Dương, tôi hỏi anh, tại sao lại ra tay với người vô tội nặng tới như vậy? Vì an toàn của quốc gia, tôi không tiếc giết bất cứ ai. Họ tự nguyện làm bia đỡ đạn cho hội Lam Đao, chứng tỏ giữa họ có liên quan. Tôi ra tay thì có gì sai chứ? Sự thật còn chưa điều tra rõ ràng, đã ra tay dùng người ta vào đường chết rồi. Anh làm như vậy quá cực đoan đó. Tôi chỉ là bất hạnh của số ít để đổi lấy hạnh phúc có số nhiều. Lập Trung à, cậu phải tỉnh táo một chút, chuyện gì cũng lấy đại cục làm trọng. Anh Thanh Dương,
ai không? Có ai không? Cô nương, xin dừng bước. Tại hạ Khương Văn Anh, là người của tiêu cục Quy Diễn Sơn Đông. Xin hỏi cô nương, tới Sơn Trang Tỉnh Thủy có chuyện gì không? Chúng tôi đang áp tải một số hàng tới Phật Sơn. Trên đường đi gặp phải một người bị thương. Hắn đưa một hộp nhân sâm cho tôi, kêu tôi đưa tới Sơn Trang Tỉnh Thủy. Nhân sâm hả? Ở đâu vậy? Số hàng của chúng tôi trên đường đi bị hai người lai lịch không rõ ràng cướp đi mất. Người bị thương đó cũng bị giết chết rồi. Người của tiêu cục chúng tôi đều bị giết hại, cho nên tôi cố tình tới báo với anh. Hộp nhân sâm đó cũng bị họ cướp đi rồi. Nếu đã như vậy thì tôi xin phép được mời cô nương tới Sơn Trang Tỉnh Thủy, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Không dám nhận. Anh yên tâm đi, số hàng bị mất chúng tôi sẽ đi tìm về. Xin cáo từ. Anh muốn làm gì? Trước giờ Sơn Trang Tỉnh Thủy rất hiếu khách, nếu đã tới rồi thì nên ở lại đây. Giải vào trong cho tôi. Vô trong. Mang vào trong. Đi, ngoan ngoãn chút đi. Đi. Đi mà. Lâm Tổ Quản. Lâm Tổ Quản. Có chuyện gì? Tổng quản dự tính làm sao xử lý nhà đầu đó? Không liên quan tới cậu. Tôi chỉ đang muốn giúp tổng quản một tay thôi. Chuyện cậu không nên biết thì đừng nên hỏi. Con nhà đầu đó có biết chuyện chúng ta hay không? Trang chủ, nếu cô ta biết thì sẽ không tới chỗ của chúng ta rồi. Người giao hàng đã bị thương, muốn mượn tay của tiêu cục Quy Diễn giao hàng tới nơi, nhưng thật không ngờ lại xảy ra chuyện. Xem ra còn có người khác biết chuyện của nhân sâm. Cho dù thẩm vấn nha đầu đó nữa cũng không có lợi ích gì đâu. Cô ta biết chuyện của nhân sâm sẽ bất lợi với chúng ta. Nếu người của tiêu cục đã chết hết rồi thì bọn họ sẽ không nghi ngờ tới chỗ của chúng ta. Giết cô ta đi. Mở cửa. Mở cửa ra. Thả tôi ra ngoài. Mở cửa. Thả tôi ra ngoài. Mở cửa. Giờ vô đâu mà nhốt tôi. Thả tôi ra ngoài. Mở cửa ra. Mở cửa. Xin lỗi Khương cô nương, khiến cô sợ hãi rồi. Lệnh tôn Khương Thiết Sơn là nhân vật mà Võ Lâm kính trọng, chúng tôi không dám đắc tội. Không sao rồi, cô đã đi được rồi đó.
như vậy sao trước đó lại làm? Nếu các người cũng đã định thả tôi đi, tôi có thể kêu cha tôi không truy cứu chuyện này. Mong cô nương tha thứ. Lê Tổ Quản, xin thủ hạ lưu tình. Hồng Thái, cậu ăn gan hùm mật gấu rồi sao? Dám phá hoại chuyện của tôi. Đây là mệnh lệnh của trang chủ đó. Tôi sẽ đi giải thích với trang chủ, xin anh hãy tha cho quý. Hồng Thái, tại sao cậu lại đi cứu tên nha đầu họ Khương đó? Trang chủ, rõ ràng cậu ta ăn cây táo rào cây sung. Nếu không nghiêm trị Hồng Thái, e là sau này khó có ai phục được. Trang chủ, Khương Thiết Sơn rất có địa vị trên giang hồ. Lần này mất đi hai lô hàng sẽ ảnh hưởng tới danh dự quán. Hắn nhất định sẽ đi cách tìm hàng về đây. Nếu chúng ta giết chết con gái quán thì mất đi một con cờ đàm phán gián rồi còn gì. Nhược Phi, Hồng Thái suy nghĩ chu đáo hơn cậu, đừng làm khó cô ta nữa. Trang chủ anh minh, thuộc hạ xin nghe. Ăn cơm đi. Mẹ, mẹ đang ở đâu? Mẹ thế nào rồi? Bất luận thế nào, mình cũng phải thoát khỏi nơi quái quỷ này. Nô tài bái kiến lão Phật gia, chúc lão Phật gia vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
An Đức à. Dạ. Ta đã cho ngươi quyền lực cao nhất, thật không ngờ ngươi lại làm cho mọi chuyện trở nên rối tung lên hết. Không lẽ ta đã nhìn lầm quá thiên vị ngươi rồi? Nô tài quả thật không có làm xong chuyện mà chủ nhân dặn dò. Nô tài cam nguyện chịu bất kỳ hình phạt nào. Chắc ngươi cũng biết là cây nhân sâm đó đối với chúng ta rất quan trọng. Nếu như không có nó thì kế hoạch phục quốc của hội Lam Đào chúng ta sẽ tan thành mây khói. Cho dù ngươi có chết cả trăm ngàn lần cũng không có mặt mũi đi gặp lão Phật gia đâu. Công công, tuy là không thể tìm được nhân sâm, nhưng mà nô tài có một cách khác để cứu vãn. Là cách gì hả? Nô tài bắt được con gái của Khương Thí Sơn, dùng cô ta để ép Khương Thí Sơn, ép hắn đi tìm tung tích của nhân sâm. Còn không thì bắt hắn đấu chết đi sống lại với Dung Thương Hải. Cá tôm tranh đấu, còn chúng ta là ngư ông đắc lợi. Tên Khương Thí Sơn là một tên rất cứng đầu. Hắn coi sĩ diện của mình còn quan trọng hơn cả mạng sống. Ngươi dùng con gái của hắn là con cờ. Nếu hắn không chịu hợp tác với chúng ta, há chẳng phải cầm lấy cục đá tự đập vào chân mình hay sao? Công công, nô tài ngu dốt không hiểu quyền cơ bên trong, mong công công chỉ điểm cho. Ngươi phải nắm được nhược điểm của Khương Thiết Sơn, bóc cho đúng thuốc mới có thể hoàn toàn khống chế hắn. Công công, Khương Thí Sơn là người kiêu căng tự phụ. Lần trước tỷ võ hắn đã thua Dung Thương Hải chắc chắn không phục. Còn muốn phân cao thấp với Dung Thương Hải, hay là chúng ta nhân cơ hội lần này làm ra vẻ như Dung Thương Hải hãm hại Khương Thí Sơn, sau đó chúng ta ra tay cứu giúp. Vậy thì không phải chúng ta thu phục được Khương Thí Sơn sao? Công công, ngài thấy sao hả? Một mũi tên trúng cả hai con chim, làm cho tốt đi. Dạ. Chuyện mà chúng ta phải làm không được có chút sơ sót. Xảy ra chuyện tính mạng là chuyện nhỏ, lỡ chuyện phục quốc là chuyện lớn. Lúc đó chúng ta sẽ trở thành tội nhân của Đại Thanh đó. Hơn nữa càng có lỗi với liệt tổ liệt tông. Nô tài hiểu rồi. Ăn cơm đi. Nè, ăn cơm đi. Nhanh, ăn cơm. Nè, ăn cơm đi. Ê, ăn cơm đi. Ừ.
chạy đi. Tôi coi cô có thể chạy đi đâu. Đi. Công công. Quỳ xuống. Tôi kêu cô quỳ xuống. Cô chính là con gái của Khương Thiết Sơn sao? Coi ra cô cũng là một người rất cứng đầu đó. Trước giờ lão phu ghét nhất là những người không chịu cúi đầu và nhìn chằm chằm vào ta. Nếu như bây giờ cô chịu cúi đầu xuống thì ta có thể tha cho cô. Ta vốn dĩ định giữ cô lại để cha của cô làm việc cho ta. Nhưng ta đã thay đổi chủ ý rồi. Hồng Thái, sao cậu dám mạo phạm công công chứ? Công công, nô tài đã đỡ nhát dao này không phải để cứu người phụ nữ này. Cô ta dám mạo phạm ngài, đáng lý phải giết. Nhưng mà nếu chúng ta giết chết cô ta thì ngài sẽ có thêm một kẻ địch. Công công muốn hoàn thành được đại nghiệp, kẻ địch càng ít sẽ càng tốt hơn. Ngươi, ngươi đã ăn phải gan hùm mật gấu rồi sao? Nô tài nguyện chết để nói, cũng vì nghĩ cho công công mà thôi. Nếu như công công không tin, nô tài nguyện lấy cái chết đi tạ tôi. An Đức. Dạ. Thuộc hạ tốt cho người dạy dỗ đó. Ta rất thích những người có gan như vậy. Đại nghiệp của chúng ta chỉ có nhân tài giống như vậy mới có thể hoàn thành được thôi. Đưa người phụ nữ này đi đi. Dẫn đi. Đây, đây. Đây. Đây.
Lúc nãy cậu nói không thật ở trước mặt của công công, người khác không nhận ra nhưng tôi đã sớm nhận ra. Cậu không nhẫn tâm để người phụ nữ kia chết. Với thân hình giống như cậu, có thể đỡ dài nhát của công công chứ. Sau này đừng làm chuyện dại dột hả? Nô tài biết tội. Nhưng nếu như còn có lần sau thì tôi cũng sẽ làm như vậy. Lần trước cậu cầu xin cho cô ta, tôi đã không nói gì rồi. Cậu bảo vệ người phụ nữ đó nhiều lần, không tiếc tính mạng đỡ nhát dao cho. Không lẽ cậu đã động lòng với cô ta rồi hay sao? Năm xưa khi tôi gặp được trang chủ, tôi vẫn còn là một đứa bé không hiểu chuyện. Là ngày nuôi dưỡng tôi khôn lớn thành người. Tôi không thích giết người, nhưng vì trang chủ, tôi có thể đi lấy đầu của một người nào đó mà không chau mày chút nào. Còn nhớ năm ngoái ngài từng nói, ngài thích đôi mắt của tôi, đôi ánh mắt của tôi rất sạch sẽ. Nhưng những năm qua, tôi cảm thấy đôi mắt của mình trở nên đục ngầu đi rồi. Nhưng tới lúc mà tôi nhìn thấy đôi mắt của cô nương này, dường như tôi đã nhìn thấy bản thân của mình năm xưa. Nếu như tôi có thể lựa chọn, tôi chỉ muốn luôn luôn giữ được ánh mắt đó. Cậu là đứa bé ngoan, tôi không nhẫn tâm để cậu đi giết người. Nhưng chúng ta làm thần tử chỉ có thể làm một điều thôi, chính là tận trung. Con người hướng về phía trước, đợi khi chúng ta phục quốc thành công, chúng ta sẽ là công thần. Người đời sẽ không bao giờ quên chúng ta đâu. Trang chủ à, chẳng lẽ phục quốc thì phải đổ máu hay sao? Có cách nào không cần giết người hay không? Từ xưa đến nay, tranh quyền đoạt lợi đều phải đổ máu. Chỉ cần là chiến tranh sẽ có người chết. Nếu như không có người chết và đổ máu, vậy thì chỉ có thắng lợi. Dưỡng thương cho tốt, tôi rất cần cậu. Chuyện của Khương Thiết Sơn làm tới đâu rồi? Nô tài đã làm tất cả mọi chuyện thật ổn thỏa theo ý chỉ của ngài. Bây giờ Khương Thiết Sơn ở trong tù, chắc nằm mơ cũng suy nghĩ là sau khi ra tù làm sao đối phó với kẻ thù Dung Thương Hải. Ta thích nghe câu này lắm. À phải rồi, có tung tích của kẻ nhân sâm đó chưa? Vẫn chưa có. Nghe nói trước giờ Phật Sơn rất thái bình, không nghe nói có bọn cướp xuất hiện. Số người cướp hàng đi có khi nào nhắm vào nhân sâm mà tới hay không? Ngoài mật thám của tân chính phủ ra, e rằng không ai biết được bí mật của nhân sâm cả. Dưới sự phù hộ của Liệt Tổ Liệt Tông Đại Thanh chúng ta, ngoài Lý Kình Thiên ra, người ngoài muốn giải được câu đố này đâu có dễ dàng.
Chỉ cần một ngày chưa được phá giải thì chúng ta có cơ hội đoạt lại nó về. Tiền đế, vì muốn tổ chức long trọng buổi chúc thọ cho lão Phật gia tu sửa Di Hòa Viên, khiến cho quốc khố trống không, tình thế nguy cấp, chỉ đành lấy đi ngân lượng dự bị dành cho hải quân. Năm Canh Tý vào lúc bọn Tây Dương đi tới trước cổng thành, lão Phật gia thật sự là bất đắc dĩ, mới bỏ thành mà đi. Nhưng cũng vì vậy mà cấm đoán, sau đó thu thập được rất nhiều vàng bạc châu báu để ở trong lăng mộ, đề phòng tới lúc cần dùng. Số kho báu này đủ để xây dựng nên một đội quân hùng mạnh. Sau khi chúng ta có được, Phục quốc sẽ dễ như trở bàn tay. Bây giờ ta đang gấp gáp muốn có kho báu của Đại Thanh chúng ta. Còn tấm bản đồ kho báu vừa mới tới tay của Hội Lam Đao, ta còn chưa kịp nhìn một lần ở nửa đường đã bị người khác cướp đi mất. Người nói coi trong lòng của ta có cảm nhận gì đây? Có cảm nhận gì đây hả? Công công, cho dù tôi liều cả mạng già, nhất định không phải lấy được bản đồ. Người nhớ cho kỹ, cho dù liều cả mạng già cũng phải nghĩ đủ mọi cách tìm được tung tích của Nhân Sâm, tuyệt đối không được để rơi vào tay của tân chính phủ, có hiểu chưa? Dạ. An Đức à. Dạ. Hôm đó nô tài dám cãi lại lời của ta, ngươi cũng thương hắn lắm hả? Công công, tôi học theo ngài mà, phải yêu thương nhân tài. Nô tài đó thân thủ bất phàm, đầu óc cũng nhanh nhẹn. Hội Lam Đao chúng ta muốn thành tựu đại nghiệp, rất cần những người như vậy. Ta cũng cảm thấy hắn là một nhân tài, cho nên hôm đó mới khai ân cho hắn ta đó. Bây giờ đang có một cách có thể để hắn lấy công chuộc tội. Người bảo hắn đi giết chết Khương Văn Anh, cứ nói là mệnh lệnh của ta. Công công, Khương Văn Anh, chuyện này thật sự rất phiền phức đó. Nếu để cô ta rời khỏi thì Sơn Trang Tỉnh Thủy chúng ta sẽ bị lộ. Nếu để cô ta chết rồi, lỡ như Khương Thí Sơn biết được con gái hắn đã chết ở trong tay của chúng ta thì hắn sẽ giống như con chó điên cắn chúng ta không chịu nhả ra. Chuyện này chỉ có ta, ngươi và Hồng Thái biết. Nếu tên tiểu tử này không đi cáo mật thì Khương Thiết Sơn cả đời này cũng sẽ không biết ai là hung thủ đâu. Ta muốn hắn giết người phụ nữ này chỉ là muốn thử hắn một chút, rốt cuộc hắn có trung thành với chúng ta hay không thôi. Lần này nếu như Khương Văn Anh không chết thì Hồng Thái phải chết thôi. Dạ. Là anh, anh tới đây làm gì? Đừng có nói nhiều nữa, mau đi theo tôi. Mau đi, nhanh lên. Bên đây. Mau. Nhanh. Là Lâm Dược Phi, chúng ta mau trốn đi.
ta còn tưởng là mèo hoang hay chó hoang gì đó, thì ra là nha đầu thối tha như cô. Cô có thể trốn ra khỏi Sơn Trang Tỉnh Thủy, coi như cô có bản lĩnh. Nhưng cô tưởng là cô có thể thoát khỏi bàn tay của Lâm Nhược Phi này sao? Cô không sao chứ hả? Cô có sao không? Không sao. Chúng ta bỏ đi thôi. Dù sống hay chết cũng bắt họ về đây cho ta. Dạ. Người nói tên tiểu tử đó đáng tin. Đây chính là báo đáp của hắn dành cho ngươi. Nô tài không ngờ tên tiểu tử đó lại có gan to bằng trời như vậy. Đối phó với loại nghiệp chướng này chính là phải dạy dỗ hắn thật triệt để. Truyền lệnh của ta, thông báo với mọi người trong hội Lam Đao, bất luận thế nào cũng phải bắt hắn về đây. Dạ. Xin chủ tử yên tâm. Tôi làm anh đau hả? Anh không sao chứ? Không sao. Cô hãy mau chạy đi. Cho dù bọn họ có bắt tôi về thì An Trang chủ cũng không giết tôi. Không, không được. Cái lão già đó tuyệt đối sẽ không tha cho anh đâu. Còn Lâm Nhược Phi coi anh như cái gai trong mắt. Tóm lại tôi không bỏ mặc anh như vậy đâu. Nếu anh đi không được, tôi cõng anh. Chúng ta mới gặp cô mấy lần, tại sao cô lại tin tưởng tôi vậy? Hả? Cô dễ dàng tin tưởng người khác sẽ bị lừa cho coi. Lần này thì tôi tuyệt đối tin rằng mắt của tôi không có nhìn nhầm người. Nếu không anh sẽ không xả thân cứu tôi lần này tới lần khác. Hơn nữa, ai lại dùng vết thương đầy máu như vậy mà gạt người? Nếu không có anh thì bây giờ vết thương này đang trên người của tôi. Tóm lại tôi sẽ không bỏ mặc anh như vậy đâu. Tôi nhất định phải đưa anh đi. Cô nương, nếu như cô thực sự muốn giúp đỡ tôi thì hãy mau chóng tìm người để giúp đi. Nhưng tôi đi đâu để tìm người đây? Tôi đi tìm ai mới được? Phật Sơn có một người tên là Dung Thương Hải, chỉ cô ta mới giúp được chúng ta.
Thương Hải. Đi mau đi. Vậy họ đuổi theo tới đây thì anh làm sao? Tôi sẽ trốn thật là kỹ mà. Mau đi đi. Từ chỗ này tới chỗ Phật Sơn còn thêm một đoạn đường nữa. Nè, không đi thì không kịp nữa đâu. Mau đi đi. Mau đi đi. Vậy anh hứa với tôi là không được đi đâu hết. Ở đây chờ tôi về nha. Đi mau. Đi mau. Tiêu rồi. Chắc anh ta đã bị người của Sơn Trang Tỉnh Thủy bắt đi. Vậy chúng ta đi tìm Dung lão gia giúp đi. Được. Đứng lại cho tôi. Khương cô nương, chúng ta đúng là có duyên với nhau, đi tới đâu cũng gặp được hết. Món quà mà cô đã tặng tôi phải báo đáp lại cô mới được. Các người là ai hả? Mẹ, chính là họ đã bắt con đó. Mất hàng có thể đền. Các người dựa vào đâu bắt con gái tôi? Đúng ra trang chủ chỉ dặn chúng tôi tìm Khương cô nương thôi. Nhưng coi ra Khương phu nhân cũng phải về chung với chúng tôi rồi. Đừng hòng. Muốn đánh thì để tôi lãnh giáo coi sao. Ai đó? Mau ra đây. Đừng có lên tiếng. Ngươi thiếu gia. Hay quá đi. Tư thế này đúng là đẹp thật đó. Thì ra là Dung thiếu gia. Tôi có chút chuyện riêng phải giải quyết với hai người phụ nữ này. Các người đều là đàn ông, lại ăn hiếp hai người phụ nữ yếu đuối như vậy, đúng là không ra gì rồi. Dung khoan, đừng tưởng cha cậu là Dung Thương Hải thì ai cũng phải sợ cậu nghe. Chuyện của Sơn Trang Tỉnh Thủy chúng tôi, cậu đừng có xen vào. Hả? Tôi là ai hả? Dung khoan Phật Sơn ơi. Tôi nói cho anh nghe nha. Đối với chuyện này á, tôi phải lo. Phải lo đó. Khoan cô nương, hai người yên tâm đi. Hai người không cần ra tay, tôi lo hết. Được thôi, vậy thì tôi sẽ lĩnh giáo. Thiếu gia, cậu được mà. Nếu như cậu không muốn Khương Văn Anh chết thì mau dừng tay lại. Được,
Tôi không đánh với anh, nhưng mà anh phải lập tức thả người ra ngay. Thiếu gia, anh sau này cậu đừng bao giờ dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi. Thả tôi ra! Thả tôi ra! Thả quỷ ra! Thả nó ra, nghe không? Nếu cậu còn dám ra tay thì họ sẽ bẻ ngón tay của cô ta luôn. Anh đúng là tiểu nhân bỉ ổi. Không tin cậu cứ thử xem. Đánh đi! Đừng đánh anh ấy! Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Thiếu gia, đừng đánh thiếu gia của tôi! Đại tướng! Thả con gái tôi ra! Thả tôi ra! Thả tôi ra! Thả ra! Hồng Thái đỡ dao giùm cô. Hôm nay Dung Khoan vì cô cam tâm bị tôi đánh cho bị thương như vậy. Tất cả đàn ông đều phát điên lên vì cô. Tôi sẽ đưa cô về Sơn Trang Tĩnh Thủy, cô còn chết thế nào? Làm gì vậy hả? Giải tất cả bọn họ về. Đi. Sơn Trang Tĩnh Thủy. Tôi chỉ cần hướng dẫn anh và Hồng Thái. Cậu bắt nhiều người như vậy về đây để làm gì chứ? Trang chủ, thuộc hạ không bắt được Hồng Thái, chỉ gặp được Khương Văn Anh và Khương Phu Nhân. Sau đó, con trai của Dung Thư Hải lại chạy ra lo chuyện bao đồng, nên thuộc hạ đã bắt tất cả về đây. Cậu bắt thì bắt đi, cậu cần gì đánh hắn bị thương nặng như vậy? Lần này phiền phức to rồi. Lúc thuộc hạ bắt bọn họ về, không có ai nhìn thấy. Chỉ bằng chúng ta giết hết bọn họ đi. Im miệng. Trang chủ! Báo cáo trang chủ, Dung Thương Hải tới rồi. Có chuyện tốt mà cậu làm kìa. Ngoan ngoãn ở yên đây đi. Dạ, trang chủ. Dung lão gia, trăm nghe không bằng mắt thấy, tôi ra tiếp đón chậm trễ. Hôm nay sao ông có nhã hứng tới bổn trang vậy? Đừng có giả vờ nữa. Tiểu nữ đã chính mắt nhìn thấy ông bắt cóc con trai tôi và người hầu nhà tôi và mẹ con Khương gia. Tôi muốn bây giờ ông hãy giao họ ra đây. Tiêu cục quy diễn áp tải hàng cho Sơn Trang Tĩnh Thủy, kết quả nửa đường bị người ta cướp hàng. Chúng tôi vốn định mời mẹ con Khương gia tới giúp đỡ đi tìm tung tích của số hàng. Đúng lúc con ông cũng ở đó nên mời tới chỗ này luôn. Ông ăn nói lung tung. Chính mắt tôi nhìn thấy tên họ Lâm đó đánh anh tôi thừa sống thiếu chết. Mời giao người ra đây. Được rồi, tôi không muốn nghe ông viện cớ nữa. Nếu bây giờ ông không thả người thì tôi không khách sáo với ông. Mau mời Dung thiếu gia ra đây. Dạ. Dung lão gia, tôi tuyệt đối không có ý làm khó Dung thiếu gia và mẹ con Khương gia. Là một thuộc hạ họ Lâm của tôi giấu tôi làm những chuyện này. Tôi đang định đưa Dung thiếu gia và mẹ con Khương gia tới nhà của ông đó, rồi đem tên súc sinh họ Lâm đó qua nhà tạ lỗi với ông sao? Giờ phải bắt ông đích thân tới đây, thật là xin lỗi.
Tốt nhất là họ không có chuyện gì. Thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia, cậu đừng có hù tôi mà thiếu gia. Thiếu gia, thiếu gia, chậm thôi, chậm thôi, thiếu gia. Thiếu gia. Đại tẩu, hai người không sao chứ? Anh tỉnh lại đi. Không sao. Anh không sao chứ? Sao chứ? Con trai tôi đã làm cái gì mà các người ra tay nặng vậy? Dung lão gia hãy bớt giận. Tôi nhất định nghiêm trị Lâm Nhược Phi để ăn nói với mọi người. Anh tỉnh lại đi mà. Anh tỉnh lại đi, anh mau tỉnh lại đi mà anh ơi. Anh tỉnh lại đi, anh tỉnh lại đi mà. Em là Dung Dung, anh mở mắt nhìn em đi chứ. Anh mở mắt ra nhìn em đi, anh mau tỉnh lại đi mà. Anh ơi, anh, em là Dung Dung đây. Anh mau mở mắt ra nhìn em đi mà. Anh mau tỉnh lại đi. Anh mau nhìn em đi mà. Anh mau tỉnh lại đi. Anh tỉnh lại đi. Anh tỉnh rồi. Anh làm em hết hồn à. Em còn tưởng là anh bị đánh chết như vậy chứ. Làm cái gì vậy? Lâm Nhược Phi không đánh anh chết. Anh đã bị em lắc chết rồi. Hứ?